Ok các con vợ nhá. Vào tủ lạnh đấy, sơ tinh cho nó ngọt ăn. Hello anh em, chào các con vợ thân yêu, miền Bắc thân yêu, miền Nam cũng đủ. Bây giờ toang có mẹ nó rồi, bu nó ạ. Đã hết mẹ à, thuê tháng 9 triệu thì để ăn đầu tinh đổ hóa đây là đi vàng. Có đỏ không? Đỏ lấy lại màu đen đây, thâm một cái đỏ đấy, đưa vàng đi nhỉ. Chả thấy có vấn đề gì. Rốt lắm. Ok anh em. Quả kèo mi sao rồi đồ gấu à? Quả kèo mi đéo ăn thua. Quả kèo mi mẹ ăn. Tiếp tục vào chương trình đi. Tư vấn cờ đồ cờ cờ bạc bịp nhá. Ông nào cần mua đồ gì thì alo 0977 71 71. Cái gì? Ra 75 tôi hiệu bố đoán đó. Gâm địt mẹ mày Phan Hoán ơi, giờ năm bao nhiêu rồi mày còn tính chuyện đánh người ở Phan Hoán này. Mày ra đây bố mày lại gọi con mẹ à, công an đến luôn đi này. Mày cứ tưởng ăn thịt người dễ à? Đến đây. Vẫn là cái thằng 0346789999 này. Cái gì? Anh biết rồi, giờ sao? Quả gì? Ông anh đi gái mà bỏ em á. Địt mẹ thế là vì nồn mà quên nghĩa anh em rồi. Thế khác đéo là thằng Tiến tối qua vậy. Câu chuyện này là biết rồi nhá, bỏ đi nhá. Mẹ tên thì tí nữa thì toài nhá, ngược mẹ rồi. Như rồi trung bảnh quá nhỉ. Anh em chia sẻ đi để cả nước nó biết là Tiến có bộ quần áo đẹp đây để Tiến thay nào. Chứ bây giờ thì mặc bộ quần áo này từ hôm qua hôm nay giờ mệt lắm. Bố mày đang ngồi đấy ra bố mày cất kỹ ba cái biết ngay. Ok Phan Văn Hoán nhá. Ừ mà nhà mày gấu, nhà mày mèo. Mày đẹp được chưa? Nghe rồi đồ gấu ơi. Ừ. Trang đen Vĩnh Phúc của anh Tam Dương này, Trang đen đến Phúc à? Trang đen Tam Dương đang hòa. Tam Dương à? Ok, chào Trang đen Tam Dương, Tam Hòa đến Phúc. Nghe em chào anh nhá, em Ừ. phải không anh? Có cái thẻ lạp luôn nhá. Ok anh. Ok em. Chào cho câu nữa, Trang đen Vĩnh Phúc đây, chào tất cả các anh em. Ok anh em. Ok nhá. Nói mẹ là trong nghiện, Trang nghiện đi, gần địt Trang đen. Ok. Ok. Dạ. Ok. Có ăn uống anh có chi không? Anh chơi game gì em bắn qua thôi. Cái loa này bé lắm. Alo. Ừ. Cái gì cơ? Làm sao? À rồi, đồ gỗ đang vẫn đang ngồi sóc lọ thôi. Muốn thể thao gì? Bột á? À? Là cái gì cơ? Cái gì? Cân đó cân à? À chơi hàng cân gì anh thì nói mẹ là nó có địt mẹ hút cỏ không đi này còn nói chơi hàng cân nghe nó ngoài thế địt mẹ
nghe là tây thế thì tây nó gọi là tomaco hoặc tomahawk phải chưa? Đây mấy cái tomaco là mất dày đâu có. À. Thôi nhá em. Phê lắm à? Phê đi phê đi. Núi hẻn tí nó lại bung ra mà. Tắm đi anh ơi, tắm mất phê. Không có cái gì không? Alo. Ủa sao? À, cái gì? Chết à? Đúng rồi. Ờ, nhìn là chim lạnh nhưng mà ăn mặc thế thì không sợ sốt à? Sốt làm sao được, đã là dân chơi rồi sợ gì mưa rơi mà. Không, nhiều lúc rồi cũng tức là đang yêu một con mà bây giờ nó đang muốn bỏ đi. Vâng. Nó có đẹp không? Ôi là em nói thật với anh, nó là xinh nhất làng em. Nó là hot girl mà. Làng mày có mấy hộ? Làng em nói chung là xếp trên mật độ thì con đấy là chết rồi. Nghề nghiệp ổn định không? Không anh ạ. Không nhà. Bấp bênh à? Không xe. Em có cái xinh thôi. Thế thì con đấy là để cho tao đi mẹ. Anh bây giờ là vào việc chính là em anh tư vấn cho em thế. Bây giờ là em muốn bỏ nó, đến lúc mà em bỏ được rồi ấy, thì em lại thì mày vào đây xuống quần thì em lại nhớ nó, em lại tiếc hả? Em tiếc. Thế là đúng. Tuổi em là tuổi con cá giếc rồi em à, thì bỏ đi thương mà. Mà lắm lúc ấy thì bảo là mẹ nhất quyết là này bố phải bỏ này. Thế rồi cuối cùng lại đến lúc đi tắm lại tò tay xuống dưới phải chết rồi. Đeo thua. Thế là đeo thua rồi. Thế là tiền hậu bất nhất rồi. Mẹ, thế là ông là thành phần như thế là vớ vẩn rồi. Thật trưởng nó cũng vẫn là nói thật là em cũng yêu nó. Em rất yêu nó nhưng mà đến lúc mà mình nghĩ lại là con người này cũng không thể yêu được. Nó có nghiện không? Nó thì ra là nhiều thằng tám thì thành phần nào cũng tiếp sóng hết. Nên à nó là, cứ gật thôi. Nó cứ gật, nó cũng tiếp sóng, nó nói chuyện thôi mình. Thôi quả cầu này không ăn thua đây, thế hỏi lại nó có yêu tiến không thì nó chuyện tiếp nhá. Bây giờ là anh tư vấn em làm sao để em bỏ nó thì mà mỗi lần em chơi bỏ mà là em lại nhớ. Mày à, bây giờ tư vấn mày bỏ nó xong đến lúc mày lại nhớ thì lại bắt tao tư vấn để mà thôi ông nick mẹ. Anh thực sự anh giúp em thế để anh nghĩ anh nhá. Tập dài lắm đi mẹ. Alo. Nói đi. Anh không bằng điện. Đúng rồi. À anh à, tình hình là như này anh ạ. Em gọi cho anh hỏi em. À, em thấy trên mạng ấy. Anh, nhiều lúc anh đang được cái gì em thấy đang chửi nhau, chúng nó đang chửi rất là gì luôn mà tại sao anh lại kìm nặng luôn, anh không chửi nữa luôn. Cái gì? Alo, anh em đúng không? Ừ. Bây giờ em hỏi là nhiều lúc em xem video ấy, thấy trên mạng ấy, nhiều lúc anh đang chửi chó, anh bực anh đang chửi chó mà làm sao anh được kìm lại đấy. Tức là bây giờ em muốn hỏi cái kinh nghiệm để kiềm chế cảm xúc của mình ấy. Kiềm chế cảm xúc của mình ấy? Đúng rồi. Đơn giản thôi, 3 bước. Ờ, nhà anh ạ. Bước 1, tầm khoảng 7 ngày, không nện, không sóc nọ, nhá. Vâng. Bước 2, ngày thứ 8 vào xvideo.es. Đây là trang mới nhá, chứ trang ngày xưa là mất đi rồi. Thế này giờ rồi, này không phải rồi. Không, mày đánh bảo. Bước 3, xem một cái video nó cực hay. Đến lúc gần xuất thì đít bùi cho xuất nữa, nè không chế được cảm xúc của mình. Nghe mày chưa? Không liên quan lắm nhỉ.
Ừ, cái đấy thì mình phải gì chứ. Mày mà khống chế được cảm xúc của mày trong cái quá trình là gì, nó là quá trình mà mày mày nên nên đỉnh ấy, thì mày sẽ khống chế được cái cảm xúc của mày khi mà mày bị khác nó chửi mà mày không nói bậy, đúng Em thì nó chưa chửi, em đã thấy em đã chửi rồi. không? À, tức là em nhìn ngứa mắt là em đã muốn chửi rồi, Đấy, kiểu như vậy. và bây giờ là em muốn là khống chế để mình không chửi nữa, đúng không? Vâng, thì là lại bình thường lại. Cái này nó phải là do cái học học vấn cơ em ạ. Anh em thì cũng không phải là học vấn nó thấp quá đâu. Thế mà học vấn mày mày cao mà mày lại đi chửi người khác là thế đéo là nhỉ? Bởi vì nhiều khi em cứ bị cưỡng chế, em làm việc cho làm việc nhiều khi cứ bắt làm sai, nhiều khi em cứ À, thế thì mày phải, ngày xưa đấy ở bác ở ở gố Mát Tràng ấy, em hiểu không? Nó có một cái nhà xưởng nó chuyên dành để làm gì? Để cho các cái người người ta bị áp lực trong cái công việc, trong cái cuộc sống, người ta đến đấy để người ta đập vỡ, đập phá những cái vật liệu bằng sành sứ ấy em. ngoài cái ra còn cái nhà ngoài. Ngoài cái đấy ra gì? Thực ra thì cái tập cái thói quen để mà kìm nén cảm xúc của mình ấy Vâng, đây em thì nó là một cái rất là khó, em hiểu không? là em thì em hỏi anh hỏi kinh nghiệm mà tại em có biết nhiều đấy thì mình anh ấy đang rất là bực khi nhưng mà anh có thể kìm lại được luôn đấy. Thế thì mình phải tự phụ thôi. Tự phụ là như nào? Là khi mà mình đúng ra là mình rất muốn chửi cái con lợn này, đúng không? Ví dụ như là tao đang rất muốn chửi mày đấy, mà thực tế luôn thì đâu phải là ví dụ đâu, thì anh lại cảm thấy thương mày. Hay là đang nói là Ừ, em bởi vì cái cố trình thân độ nhận thức, cái văn hóa của mày ấy, nó đang là bị lùn, nó đang yếu kém, và người ta như vậy ấy, đấy là gì, cái lỗi của hệ thống giáo dục chứ nó không phải lỗi là của người ta. Nên là thay vì cái việc mình chửi người ta thì mình cảm thấy mình phải thương người ta hơn, em hiểu không? và chứ không phải là không chỉ là tính và tính cái khác nó to hơn này, Hả? chứ không phải là không chỉ là tính cái khác nó to hơn à. Không, mình À, đây đây. đừng 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 chửi người, em hiểu không? Chửi người nó có hay ho gì đâu mà em, xã hội bây giờ mà, xã hội bây giờ người ta là xã hội đại đoàn kết mà em. Vâng, rồi thế em cảm ơn nhé, em chào cả anh em nhé. Ừ, đừng quên có cái thẻ bơi lùi lên sao nào. Mày chứng minh với đời là anh là người biết chơi sao nào? Bơi lùi lại nào, lùi, 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 lùi lại. Cứ tiến thôi. Alo. Alo anh Long à, Anh đây. em thấy con cá đằng sau anh ấy nó cứ đi bơi lùi anh ạ. Thì cả đấy là nó ngược cam mà, thế chứ còn thực chất là nó bơi tiến đấy ông. Mày à, mày ngân nong đi, đàn ngân nong đang ở trong này nhá, nó còn không lạnh thì thôi, đang trong nước đi, nó không lạnh thì thôi, huống hồ anh là ngoại nong mà lại phải lạnh à? Giờ anh đang ở đâu rồi? Anh ở đâu thì còn lâu mới nói, anh đang ở Hà Nội, anh đang ở nhà anh đây. Hôm nay em thấy anh ở chỗ Phạm Hùng à? Đúng, anh đang ở Phạm Hùng, anh đang ở đường ở bến xe Mỹ Đình đây. Bao giờ anh về Hải Phòng? Bao giờ anh về phòng á? Bây giờ thì anh bị 3 lần anh ấy đến nhà anh mời anh đi Hà Nội đây rồi, em hiểu không? Mà chẳng nhẽ bây giờ mà mình lại không đi theo anh bị thì nó cũng dở, em hiểu chưa? Bây giờ anh ở trên này làm ăn rồi. Chốt lại không có chưa tắm mà chưa. Tóm lại là tôi về với Hà Nội đây rồi, về với gọi là cái vùng đất nghìn năm văn văn vở đây rồi. Nhà này có vấn đề thì nói luôn để tắm này. Tiếng nhỉ? Anh vẫn tên là Tiến. Em học ở trên Bắc Linh anh ạ, em học gà anh. Hiệp gà trên Bắc Ninh à? Có ngô hay là ngựa gì, hay là có cái gì nói luôn đi. Thật sự anh không, là em vừa thu cả bạc anh, đèn quá là tâm sự anh tí. Thế lúc mày được, mày trả bộ là anh em vừa được bạc tâm sự với anh tí, giờ thua đen lại tâm sự với anh. Thì hôm nay em mới được biết tin các anh gọi là bảo anh là cứ thu cả bạc điện cho anh. Em thật anh thì chắc em cũng nghĩ ăn nhận mấy lần
Giờ sao? Thì em muốn anh cho em tư vấn chân thành, bây giờ em chán lắm rồi, em muốn ra cầu, em ở gần cầu Kinh Than anh ạ. Em muốn ra cầu để nhảy cầu đi. Ấy đừng 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 không được, như thế là nghiêm cấm nhá, không được đi. Mẹ mình đừng, sao mày lại đòi đi nhảy cầu giờ phút này nhỉ? Cái dòng sông nó đang trong sạch như thế, bây giờ mày nhảy cũng thế vậy thì mẹ em nó còn gì là vệ sinh môi trường nữa. Đừng nhảy cầu nhá. Mày buồn thì mày chết bà mới là việc của mày, chứ không thể mày nhảy nhảy xuống sông được. Sông nó đang trong lành như vậy, bây giờ mày nhảy xuống sông, mẹ vớ va vẩn thằng này. Thuốc chuột, thuốc diệt cỏ nhá. Vâng, nhưng mà em được chất keo anh, cỏ chất keo anh. Hả? Được một con rồi đi bay không anh? Cái gì? Bọn con rồi đi xem ma túy không anh? Ai? Bảo bây giờ em buồn em được đi xem ma túy không anh? Em buồn em chơi ma túy không nhỉ? Vâng, được đi xem không anh? Ờ... Đời nó buồn là nguồn cơn là do đập đá em ạ, nhá. Em chắc cũng nhặt đá rồi, em muốn buồn tiếp thì em mới chơi thôi. Vâng. Thì anh em là Quân là bằng tuổi này, bạn này em nói có ô tô nào đâu đi hết rồi mà em vẫn chơi gì thì anh xong là mẹ gì? Mày năm nay bao nhiêu mà mày đã bạn bè mày cũng ô tô đi hết rồi? Em năm nay 22 tuổi, em nhà ở khu này em nói ô tô đi nhiều lắm. Có thích không? Em thích ô tô. Có thích thật sự gì? Vâng. Anh thì anh cũng chả giàu nghèo gì cả, em hiểu không? Vâng ạ. Nhưng mà nếu chú thích thì anh giúp nhá. Giúp bằng cách nào anh? Tháng 7 năm sau anh đốt cho nhá. Đốt mã gì anh chạy em ngay, chạy em cả có nhà nào mã anh nói thế gì? Tháng 7 năm sau. Quả kèo nhạt vãi lồn ra thật, lếch đi mẹ à, mà mấy cái thằng của chơi nhạt thì cút mẹ à, chứ mà đi bố mẹ cũng... Thế bây giờ thôi gọi tắt máy nhá, nhạt nhá, nhạt thì tôi đi mẹ à. Nhạt này tạm thời là tắt tạm thời cái máy nhá. Thằng nào thích nhạt nhá thì à, thằng nào thích mặn ấy thì cho muối vào, thấy chưa? Chứ còn anh em tao ở đây nó chỉ là cái chuyện là nhạt như vậy thôi nhá. Điều mẹ à mình, chúng mày cứ nghĩ như kiểu là chúng mày là mặn này chúng mày đi xem cái khác. Tao trò hè chúng mày. Chán này không chán cũng được. Ừ, mẹ. Đi mẹ bây giờ con người ta mà. Con người ông nào bảo là không mặn thì ông cứ nai hậu tôi cái nào. Nghìn người xem mà chỉ có 106 nai này đâu thường. Chúng mày thích xem hài ấy, thì chúng mày phải đến chỗ khác, phải bật Hoàng Linh lên mà xem. Hiểu chưa? Con đi mẹ bây giờ cái gì chúng mày anh chê nhạt với cái gì anh chê là. So với cái thằng trẻ con nó chúng mày không đời chúng mày không biết sáng lên nhỉ? Sao chúng mày không biết là cái gì được gọi là sự tìm tòi nhỉ? Có người đã càng ngày càng lớn ấy thì cái gì mình không thích ấy thì mình lên tự tìm hiểu những cái khác mà mình thích hơn, mà mình cảm thấy rằng nó ý nghĩa hơn. Chứ còn thay vì cái việc mình buông ra những cái lời sỗ sàng như cái kiểu là mình chê người khác ấy, thì thực ra như vậy nó không giải quyết vấn đề nhá. Anh tên là Tiến Lê Long, bản chất anh tên là Long, Facebook của anh là Nguyễn Thành Long. Mình đã quên cả ăn bổ cả tắm để lên ngồi nay chim nó phép với các ông lại còn chế nó nhạt cái gì ấy. Đéo mẹ nói như thế thì nói được cả đời rồi ấy. Anh kìm mà đi anh ơi, sao đời sao mình phải kìm em. Đôi khi mấy cái thằng đi mẹ nó, mấy cái thằng gọi là suốt ngày nó chỉ đi cặp kè với mấy con gọi là lồn hôi, mấy con vú sẹ ở quán đó, ở cái mấy quán hát ấy, tà lăng ấy, thì đi mẹ nó mới đến mới là mặn, đến mới là chết nhá. Còn các bố mày đây đang ngồi đây là gì, đang là ngồi đây để mà giao lưu học hỏi về nhau thì mày lại quét nó là nhạt à ấy. Đeo mẹ à, mình cứ nhạt như thế thì cút nhảy. Lê Trọng Tấn phê pháo gì. Bây giờ anh em mình tìm chủ đề đi. Bình phẩm về vấn đề gì đi nhảy. Anh em chia sẻ với Mạnh lên tầm khoảng 2.000 người đi vào kèo đi. Anh Long giảng chút về triết học Mác Lênin này. Chiết thì
Ok Khôi Hoàng nhá. Rồi phải gọi tên em gái cho ai ông bà già. Anh thì là cái gì đâu mà ngoài, anh bị si thật à? Đúng rồi. Si hay không si thì nó quan trọng cái gì ở cuộc đời này đâu mà. Kèo mẹ nó, anh bị si thật đây là bị si giả vờ thì mình vẫn vậy thôi em hiểu không? Thôi ông im mẹ mồm đi thì đúng rồi, thế về ở bố mày im im lốt đi. Khánh Sky thì ok chào anh em bên Úc nhá. Vật chất quyết định ý thức mang anh in. Nhưng mà đúng là xã hội này bây giờ vật chất quyết định ý thức hay là ý thức quyết định vật chất. Tôi hỏi thành công là ý thức quyết định vật chất hay là vật chất quyết định ý thức. Người giàu ấy mà thì nó cũng vẫn cứ là người tốt thôi nhỉ. Nhưng mà chúng mày đéo hiểu rằng ấy, một thằng khi mà nó giàu lên được nhá thì nó cũng phải đẻo với rất nhiều người rồi. Nó cũng phải là cái thằng địt mẹ à mình xấu với quá nhiều con người rồi thì nó mới giàu lên được. Còn ý thức quyết định vật chất ấy, xét vào cái quả kèo này ấy, thì tôi lên lý tưởng đến cái quả kèo của hai con người. Một là gian hùng Tào Tháo, đại gian hùng thì nó là nhân nghĩa, còn gian hùng ấy nó vẫn là gian hùng, nhưng đại gian hùng có nghĩa là cái sự khốn nạn đến tột cùng ấy thì nó lại trở thành là nhân nghĩa. Tào Tháo thì sau khi mà ở trong cái thời buổi loạn lạc ấy, Tào Tháo đang chạy trốn cùng với một đầu gấu nào đi đi trốn cùng với Tào Tháo nhỉ. Cái quả kèo mà Tào Tháo đi trốn lần đầu tiên ấy mà sang nhà ông bác của Tào Tháo chơi là đi cùng với giang hồ nào nhỉ, ông nào nhỉ, có thằng nào biết là Tào Tháo đi cùng với thằng nào không nhỉ? Công đài. Đúng rồi, Công đài. Tào Tháo là sang nhà Công đài, đi cùng với Công đài, chỗ cung là Công đài, Công đài, Trần Cung không phải, Công đài huynh, đúng rồi Công đài huynh, thì sang nhà gọi là Lã Bá Phụ là ai? Lã Bá Phụ là anh kết nghĩa của bố Tào Tháo, tức là Tào Tháo của ông bác, nhá. Thì Tào Tháo với Công đài hay là Trần Cung gì ấy, hai con vợ đang ngồi đập đá ở bên trong phòng, hai con vợ đang ngồi bỏ túi ba ra ngồi lệ nhá. Hai con vợ đang gọi là ngồi lệ ở trong 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 nhà, thì có mấy cái thằng quát con này chứ ở ngoài nó mới cứ mài dao, nó mới chuẩn bị giết con nợ. Thế là Tào Tháo bắt đầu là con vợ chơi được khói thứ ba nhá, Tào Tháo làm được khói thứ ba ăn quả kèo là bị mẹ mày ảo thanh. Con vợ lại cứ tưởng là bọn ở ngoài nó chuẩn bị lao vào vào giết, thì lúc này là quả kèo Công đài hay là Trần Cung kia là cũng có nghĩ rằng là mẹ mày khả năng là thế thật. Thế là hai con vợ hoang mang, mỗi con vợ cầm thanh kiếm ra giết nguyên một nhà nhá, giết nguyên một cái nhà, cả người hầu người ở của nhà Lã Bá nhá. Hai con vợ sáng theo gọi trinh sáng à. Thế là phang luôn. Thế là trong quá trình mà con vợ Tào Tháo này với biết là mình giết nhầm rồi, giật mình ra là mình hoảng mẹ rồi. Tào Tháo chính là Tào Tháo nó chơi đồ, là chơi Tào Tháo mới là thằng nghiện trước. Nữ bị là thằng là bị Tào Tháo nó đưa vào trong ấy chứ. Nữ bị là trước kia có chơi đâu đâu. Về sau là đi mẹ mình Tào Tháo nó chơi bắt đầu nó phê quá chứ nó sảng. Bắt đầu là nó mới chém cả nhà cái ông đấy. Thì sau khi mà nó chém xong thì nó đi, hai thằng đang đi đi trốn, hai thằng đang đi chạy thì nó lại gặp gọi là Lã Bá Phụ đang cưỡi cái con gọi là con nó không phải là ngựa mà nó con gì, con nừa đi về. Tào Tháo nó phang luôn, nó ăn luôn cả Lã Bá Phụ luôn. Chỉ vì là gì, chỉ vì là sợ sau này Lão Phụ về đến nhà nhá
thì lại gặp là thấy cảnh như vậy là sẽ cho người đi tìm để mà giết nó. Thế là chính xác cái là nã bá phụ đang đi quân uy cờ, đang mua được nít rượu về nhá, đi quân uy cờ về cái thì bắt đầu là cái Tào Tháo nó mới đang gọi đi bộ, nhìn thấy quân uy cờ đấy cái là nó chặn đầu xe, nó phang luôn cả nã bá phụ luôn. Đấy là cái điển tích mà nó tạo ra cái câu nói ấy, là gì, thà ta phụ cả thiên hạ chứ không thể để thiên hạ phụ ta nhá. Tào Tháo dị vãi là thì rõ ràng. Đấy là cái quả kèo là gì, quả kèo của cái câu mà đại dân thà ta phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta đấy. Còn quả kèo của Lưu Bị ấy, Lưu Bị thì đang bán chiếu ở chợ, Trương Phi thì là bán thịt lợn, còn Quan Công thì là bán đậu tương. Thì Lưu Bị thấy Quan Công với quả kèo Trương Phi ấy là đang lẹn nhau chỉ vì là cái ít thịt lợn để ở dưới giếng. Ngày xưa người ta không có tủ lạnh thì các cái đồ như thịt lợn này người ta để ở cái dưới giếng sâu ấy, thì cái độ lạnh âm dưới đất ấy, nhiệt độ nó ổn định thì là nó giữ được cái nhiệt độ hơn. Chiếu chợ Đồng Xuân là Lưu Bị gốc là người Thái Bình, gốc của Lưu Bị là người Thái Bình nhá. Thì họ bị giật quái chiếu bắt đầu là mang cái chợ Đồng Xuân bán nhá. Trương Phi thì nó giết mổ ở trên Phùng Khoang này, đi cầm đồ xuống, các ông thì biết làm sao được nhá. Thế là bắt đầu là Lưu Bị là thấy hai quả kèo lẹn nhau, Lưu Bị ở giữa là tính quả kèo là tìm thằng nào để kết nghĩa, cuối cùng hai thằng nó hòa, thấy chưa? Thế là Lưu Bị bế cả hai ông về, mẹ mình cho hai ông thứ ba đớp đấu được năm khói què kết nghĩa anh em với nhau. Chứ còn Lưu Bị này ấy, là một con người giả nhân giả nghĩa. Anh Lưu Văn Bị cũng nhập nhằng lắm, ui quả kèo Lưu Bị này, cái con vợ con vợ Lưu Bị này nó tập nó dài lắm, địt mẹ mình. Lưu Bị này con vợ ấy lanh quanh lắm, con vợ Lưu Bị lanh quanh. Lưu Bị là một tên nhá, để mà nói là gì, rất bựa. Lưu Bị chạy trốn nhá, khắp các cái tỉnh thành ở miền Bắc, và 4 lần chạy trốn nhá, Lưu Bị có 4 lần chạy trốn này, gọi Đổng Trác gọi cả thằng nữ bố này. Đầu tiên là cái tác phẩm Tam Anh Chiến Nữ Bố, xong rồi sau là Lưu Bị lại là gọi nữ bố bằng anh kết nghĩa này. Sau khi bật lại nữ bố thì lanh quanh lại đầu quân cho Tào Tháo này, không hiểu không? Nói chung là đi hết chạy theo cánh Sky thì lanh quanh lại chạy về quẫy nhà gọi là Hiệp Đen ở Sài Gòn. Cuối cùng là Lưu Bị cũng giạt theo gọi tiếng bịp, không hiểu không? Và 4 lần chạy trốn của Lưu Bị, 4 lần để đều là gì? Đều là mẹ mày bỏ vợ, bỏ con. Mà cứ để nghĩ xem, Lưu Bị nó có Cam phu nhân này, Đinh phu nhân này, và nhưng 4 lần nhá, 4 lần Lưu Bị chạy trốn đều bỏ vợ, bỏ con. Chính cái vụ ấy, mà cái vụ mà quả kèo Triệu Tử Long ấy nhá, mà quay lại mà của cứu A Đẩu ấy là nhầm. Quả kèo đấy là gì? Là tối hôm trước Lưu Bị với Trương Phi ngồi đập đá với nhau xong. Gì à? Hùng ơi, điện đâu Cường em? Bộ thì điện đâu Cường, cái nó điện là máy anh à? Lúc nào điện cho anh đi. Thực ra là gì? Là Lưu Bị ấy, là quả kèo đấy là như này, là hai con vợ đấy là quên cống. Quên cống bắt đầu là mới xui thằng em út là thằng Triệu Tử Long. Đợt đấy là đang hai con vợ đang ngồi lẹn, đang ngồi chơi đồ thì bắt đầu là bị nhảy vào chứ. Thế bắt đầu là hai con vợ mới chạy chứ. Hai con vợ chạy bỏ cả bình cả cống ở lại, bắt đầu là bắt là thằng Triệu Tử Long là quay lại lấy cống. Đấy chưa? Quay lại lấy cống thì ai ngờ là gặp gọi là nhị vị phu nhân nó đang dồn. Đang dồn thì bắt đầu con vợ mới chơi đồ đi mẹ biết thì thế biết làm cái gì. Triệu Tử Long thì cũng cứ tưởng là Triệu Tử Long là được Trương Phi nó vất cho cái điếu tô Marco, hiểu chưa, bỏ nó quay lại là lấy cầm cái cống lên đây cho anh,
Thế bắt đầu là địch mẹ Triệu Long mới phi về chứ. Phu nhân đang viết, phu nhân đang dồn. Tâm sự. Ở đây gọi là tam quốc đứa nhá. Địt mày ai đăng ký cứ ra 7 năm tôi hiểu làm cái gì cái mày. Thôi được rồi. À đấy, biện pháp này là biện pháp nó quảng cáo đấy, mình nó cứ đọc đọc cái tọa độ địa chỉ nhưng mà để người ta chú ý đến là số đấy là cái gì chứ, buôn bán cái gì. Bố mẹ chịu rồi nhá. Hưởng dâu à? Ôi đi, hưởng dâu đi. Hưởng dâu ấy. Hưởng dâu ấy là đàn em của Thắng Cá Diếc. Thấy chưa? Đấy. Sau khi mà Thắng Cá Diếc với Ngọc Bưng Bô đấy mà là được gọi là lên cái vũ đài của gọi là YouTuber một tí thì hưởng dâu tuổi là tuổi Nam Anh nhá. Nhưng mà cũng học theo các em bắt đầu là cũng loanh quanh quả kèo số 8 đường ngọc. Hưởng dâu thì tiết hạnh cái gì mà cùng cảnh kiếm tiền YouTube hết thôi. Mấy cái bọn đấy thì mẹ tuổi tác gì nhá. Ô bạn nào có tí đi tắm mà. Thấy chưa? Chất chưa? Các ông nhìn thấy chưa? Nó phải như thế nhá. Đi mẹ đây mới là Triệu Long này. Chất luôn. Hưởng này. Gồng nỗi chi tâm nhỉ. Bách vãi lồn. Ok Hoàng Kiên. Mày cứ ở bố mày bách đi. Rồi trước mặt bố mày có đấm rồi thì cái con mẹ à mày đấm có độ rừng luôn nhá, đấm xoáy có độ rừng. Ảo lắm Long ạ. Vai u thì bắp luôn đấy, vai u à. U à. Thấy chưa? Nhìn thấy u chưa? Bắp này. Thấy chưa? Nó phải như thế. Cơm cứ nghĩ tôi là nghiện đó. Ông điên à. Mẹ à, đừng đừng mực tướng anh tài như này, ông nghĩ tôi là nghiện đó. Lãng tử Yến Thanh nhá. Hai tay hai xô. Lòng người lòng người lòng lòng đập đá đi nông. Lòng đứng đó nghe người thầy đẻ dọa. Nào là số oxy. Nhìn đúng nghiện thật á. Đi mẹ rùa nghiện. À. Nghiện đấy để mà để được cái chức sắc như này ấy. Trông một tí đâu, không nhìn một tí đâu. Vòng đâu em, ôi sợ. Sao chú động nỗi đầu của anh thế nhỉ? Vòng mấy nắc bây giờ làm gì? Long ơi, lón vào tiền bộ, quân lón là 2 triệu bộ em nhá. Hợp đồ mà đi cướp này, không có đâu em ạ. Gồm tí mẹ thở đéo thở được. Cái thằng Phạm Tú đánh chết con mẹ à như hôm qua bố mẹ mày nó bú được cái thẻ 100 bây giờ mày cả ai đánh không đá bỏ con mẹ à bây giờ như thằng ôn quan này mày phải bú được cái thẻ 100 nữa bắt đầu mày mới gọi anh ơi à. Cá rồng con này được 4 tuổi thôi. Nhưng mà phải nói là quả kèo lưu bị này, nếu như mình nhìn qua đấy nhá thì mình thấy rằng là nó có cái nét chữ nhân nghĩa, nhưng nếu phải địt mẹ nhân nghĩa gì người ta bảo như này cái câu mà huynh đệ như là thủ túc, đàn bà như áo mặc qua tay đấy, đấy là cái câu của thằng Lưu Bị. Cái điển tích ấy là gì? Là điển tích Lưu Bị 4 lần trốn chạy thì 4 lần bỏ mặc 4 phu nhân ra đi. Triệu Tử Long nó vừa cầm cái cống về cái thì mẹ Lưu Bị nó bế mẹ cả con ra ném đất luôn. Đấy là cái gì? Đấy là cái điều vớ vẩn. Con mình rứt ruột đẻ ra mà nó cầm nó ném xuống đất, xong rồi nó lưng Triệu Long đứng dậy, cống đâu em? Triệu Long quỳ xuống rồi nhá.
Lưu Bị cầm đưa A Đẩu cho Lưu Bị bế, Lưu Bị ném A Đẩu xuống đất. Sau đó bị là lưng Triệu Long đứng dậy cắm đầu em, thấy chưa? Địt mẹ đùa, Lưu Bị đéo thua. Chỉ xong 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 hỏi cắm đôi em xong rồi chỉ cắm của anh đâu. Gặp ơ thật tao ỉa mình cấm ông Lưu Bị thì mẹ à mày thì A Đẩu bị sang chính mấy thì đấy đúng. Sau này ấy, khi mà A Đẩu vào xanh phôn này chụp cộng hưởng từ ấy mới chụp cái quang ấy thì đúng là từ cái đợt mà bị Lưu Bị nó ném xuống đất ấy bắt đầu là A Đẩu mới bị sang chấn tâm tâm lý, thấy chưa? Mà chính ra đấy về sau ấy vì sao mà Mạnh Thường Quân Triệu Triệu Tử Long ấy là được hai đời chúa hai đời vua là của Lưu Bị và A Đẩu, bởi vì nhà này bởi vì cái lúc mà địt mẹ mà hai con vợ triệu 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 Tử Long này mới đưa con vợ A Đẩu này về gặp Lưu Bị là hai con vợ này đã giấm dúi là đã cho A Đẩu chơi từ bé rồi, ông hiểu không? Thế nên khi nên thời điểm A Đẩu nên làm vua ấy, thì A Đẩu cũng địt mẹ mày ý là cũng giữ Triệu Tử Long bên bên mình thôi nhá, chứ còn nó đeo bản là gì đâu, giấm dúi tư ba rồi đúng đi không biết làm sao được. Thế về sau này đến khi A Đẩu lên là đã phép đi thành thành Sơn Nguyễn kìa, mà chả hiểu cái gì kìa. Mẹ A đường đường lưu huyền đức kìa này còn còn Gia Cát Lượng, cái Gia Cát Lượng nó chỉ có một cái bài à cái khúc nhạc của Gia Cát là khúc nhạc gì nhỉ, khúc nhạc Gia Cát thì Gia Cát Lượng chơi chơi cái khúc nhạc gì nhỉ, không Gia Cát Lượng ấy là Gia Cát Lượng chơi khúc nhạc đó gì cơ cũng chưa hiểu được. Có bài Vin House, Vin House là sau này Quý Hồng Nhan, không phải Gia Cát đấy, cái khúc nhạc mà cái khúc mà khi mà thằng Tư Mã Ý ấy nó đến trước cổng thành ấy thì bắt đầu là Gia Cát Lượng là bật cái bài remix lên đấy, xong bắt đầu là Tư Mã Ý là nó giúp quân đấy. À tình ta tuyển bạc đồng xanh, đúng rồi. Cái ngày đấy là tình ta biển bạc đồng xanh, Tư Mã Ý ấy, thì bắt đầu là gì là cầm quân đến trước cái cổng thành của thành mới là đi về hết rồi, còn muốn Gia Cát Lượng thôi thì Gia Cát Lượng nó mới chơi quả kéo như này, trước khi mà quân đi thì là nó cho quân đốt lên 5-7 cái bụi cỏ ấy nhá, cỏ mà cỏ này toàn búp thôi nhá, toàn búp thôi. Thế giờ xong bắt đầu là bắt quân là quạt cho quân của Tư Mã Ý nó ngửi hết mùi quả. Đến khi thì quân của Tư Mã Ý đứng trước cổng thành cái Gia Cát Lượng nó bật ngay cái bài remix tình ta biển bạc đồng xanh, thế là quân của Tư Mã Ý này cứ như là quăng này nhảy như rắn mùng. Thế Tư Mã Ý thì về sau có dám tiến quân vào đâu, thấy chưa? Bởi vì là quân của Tư Mã Ý lúc ấy là phê quả rồi, chỉ có ngồi ngoài nắp thôi thì không biết làm sao được, đời mà đá đá vào đời. Tiến ơi, ngày đấy bạn có họ hàng gì với Lưu Bị không mà bạn rõ thế? À, Lưu Biểu đấy, Lưu Biểu bậc cha chú của Lưu Bị đấy chứ. Anh cho mọi người xem mình xăm của anh ở lưng à? Đấy, xăm này, đây này. Nếu mà cái vườn đào ấy nó nằm đây này, nhìn chưa? Vườn đào của Lưu Bị cái nghĩa này, đấy. Bịt mẹ à, mà trước ngực lưng anh nó như là cái tờ giấy nháp ấy mà chú nó gọi là ngọa long rồi, đằng sau lưng đây là anh kết nghĩa gọi là tam hổ nghiện đây này, tam hổ nghiện là ngồi kết nghĩa với nhau rồi. Cầm
cái cảnh mà Lưu Bị lúc ấy vất thằng A Đậu xuống đất ấy nhỉ, xong là lưng lưng Triệu Tử Long dậy cõng đâu em đi cần mẹ à. Ôi đồ, nhưng mà kiểu nếu bị bế A Đậu cái cá nhân ném nứt nứt luôn, dựng đi Tử Long dậy, Triệu Vân dậy cõng đâu em ô nếu bị nếu bị nếu bị con phải nói nếu bị con dã man nhá. Vỗ tỏ cái máy lỏ chú Du sao gì à, chú Du thì cả cái bậc gọi là cái thành phần võ biền, chú Du mới công công tôn 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 gọi là tôn quyền đấy, thằng anh là thằng tôn quyền hay là thằng em là thằng tôn quyền nhỉ, hai con vợ mà ở dưới gọi Đông Ngô ấy là con vợ nào là anh nhỉ, Tôn Toản với Tôn Quyền là thằng Tôn Toản là anh đúng nhỉ, anh là Tôn Sách thì đúng rồi, ừ đúng rồi, thằng Tôn Sách ấy thì bắt đầu là đang loanh quanh là vào nhà của thầy. Chúng mày mà à, công mà nghe cái bài mà đường đi bốc đá có hai cô nàng thao phúc dễ thương, giữa trưa lăng trang trang mà lòng bàng hoàng nga ra vỡ đã kêu. Ngày đấy là Tôn Sách là đi cai nghiện cùng với là Chu Du, thì hai con vợ đi bốc đá đấy, tức là đi lao động ấy, thì đi qua nhà của ông thầy ở ngoài cổng ấy, thì là có hai cô thả phúc, nhưng mà đấy là viết lái đi, bản chất là tiểu kiều và đại 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 kiều nhá. Thế sau bắt đầu là Tôn Sách này là bắt đầu nó ra trại sớm thì mới mới bế luôn cái quả gọi là quả đại kiều nhá. Thế về sau là đại kiều này ăn được quả kiều đại kiều này rồi, thì đến ngày Chu Du ra trại thì bắt đầu Tôn Sách đón Chu Du thì mới đi qua nhà 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 thầy để vào ghé chơi ấy, thì bắt đầu là bế luôn quả cả tiểu tiểu kiều, chứ hai ông bạn ấy thì chất chát gì đâu mà đi. Hai ông bạn ấy cũng cùng gọi là trước cũng trong trại cả mà nhá. Cái đợt mà thằng Viên Thiệu đấy, Viên Thiệu mà đợt đấy Viên Thiệu nó vẫn đang làm đầu đầu buồng với Tư lệnh ấy, Viên Thiệu nó gọi là cầm đầu 18 sứ quân ấy, sang thuyết âm mưu cả đi. Thế thì Hùng ơi, Hùng đoán được kia chưa? Cá bơi nùi à? Luận quả kia vẫn nhưng mà cái điển tích mà điêu thuyền mà hí Tào Tháo là ở đâu nhỉ? À Tào Tháo hí hí điêu điêu thuyền đấy. Viên Thiệu cầm trại luôn, à, Viên Thiệu Tư lệnh đấy. Tào Tháo thì ngày nó ở đội 1 nhá. Còn nào ông quản sao có hai cô làng, Tư lệnh nhà Mét, Tư lệnh nhà Mét ngày đấy là của thằng gì, thằng công Tôn Toản đấy, Tư Mỹ. Không, tôi không, tôi đặt trong trại là mình chơi cái thằng hê, còn đâu là bọn đồng trác với cái quả kèo mà đồng trác với lữ bố ấy mà phe nhau ấy, nếu như trong chính sử ấy thì là như này, chính sử là Vương Tư Đồ, Vương Tư Đồ là có một cái con kiếm, nó gọi là con kiếm gì nhỉ, kiếm ngắn này nó gọi là con kiếm gì nhỉ, Vương Tư Đồ ấy nó có một cái thanh 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 kiếm, nó không phải là ỷ thiên đồ long đao đâu, nó gọi là con gì nhỉ, con kiếm gì nhỉ, cái đoạn kiếm ấy là kiếm gì nhỉ, thất tinh đao, thất tinh đao chính xác nó gọi là cá kiếm nhá, thất tinh đao nó gọi là cá kiếm. Ừ. Thì thất tinh đao đấy là đầu tiên là cho Tào Tháo để mà ám sát Đổng Trác ấy, thất tinh đao nó về sau này nó gọi là phóng lợn đấy, chính xác là con phóng lợn. Cơ ông chả biết đâu cả, bản chất của con thất tinh đao đấy nó là phóng lợn, ông hiểu chưa, cứ người ta cứ nói rằng là Vương Tư Đồ là đem quả kèo là quả quả kèo điêu thuyền để mà khiến cho Đổng Trác và Lữ Bố pha nhau,
nó dẫn đến cái sự chia rẽ đấy, nhưng không phải, không phải, sai lầm. Đổng Trác và nữ bố quay mặt lại với nhau và đấu nhau ấy là chỉ vì là đi mẹ à mày, Vương Tư Đồ nó có ít đồ ngon, nó gọi là Vương Tư Đồ, có là đồ của Vương Tư Đồ nó ngon, ông hiểu chưa? Bắt đầu là nó cho thằng Đổng Trác một tí, thế bắt đầu nó lại bỏ đồ này là của là nữ bố cho, thế nó lại cho nữ bố một tí, thế nó lại bảo với nữ bố là cái đồ này là anh xin ở chỗ nhà anh Đổng Trác nhá. Thế về sau ấy là gì, cả nữ bố và Đổng Trác đều tìm đến là Vương Tư Đồ. Vương Tư Đồ nó bảo là thì anh có đâu, thì anh vừa xin cho nó được cái gì, anh đứng nuôi game đi. Vương Tổng Đồ, gọi là Vương Tổng Đồ. Mày xuống xe à? Tí nữa từ đường, đứng đây, ngồi đây, chờ tí. Tí nữa. Thế bắt đầu là như này. Bắt đầu là về sau là cái quả điêu thuyền ấy mà với quả Tào Tháo ấy là về sau là điêu thuyền là nó kết là kết quả đồ của thằng đây của thằng nữ bố cơ. Tào Tháo là cũng đưa cho điêu thuyền chơi, nhưng mà điêu thuyền nó chơi nó nhớ ra gì, nó cầm cả phóng lợn nó phang luôn, nó tự tử luôn. Chứ cần cái đấy làm sao mà không biết được, các bạn làm sao mà biết được. Mát không? Địt mẹ tầng thứ 54, à tầng thứ gọi 26 mà không mát được, tầng nào mát nữa. Ở cái bầu khí quyển này em hiểu không? Ở cái tầng 26 này thì không bao giờ có một cái gì cả, nó không có cái... Chóng hết không có muỗi. Không có muỗi luôn. Thanh Long Yểm Nguyệt Đao con Vũ thì sao anh ơi? Địt mẹ đấy là cái con mã tấu ấy, cái gì đâu mà nó đùa. Cái thanh long của à, thanh gọi là thanh đao của con Vũ nó chỉ là con mã tấu thôi. Thôi này là tôi có khách tí nhá, khách nó đến mua quân nón nhá, nên là để tôi khách tí nữa nói chuyện ông tiếp.